Chào các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại phòng chăm sóc da của Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du. Thì hiện tại là bác sĩ đang thực hiện cái công đoạn đó là bắn laser hồng nhũ hoa cho vị khách hàng ngày hôm nay. Đối với những vị khách hàng mà chúng ta là phụ nữ này, chúng ta rất tự ti về cái quầng thâm của hồng nhũ hoa, thì chúng ta có thể sử dụng cái công nghệ laser để làm bong tróc cái phần hồng nhũ hoa bị thâm đen và sẽ tạo lên một lớp niêm mạc mới, và chúng ta giữ lớp niêm mạc đó thì cái hồng nhũ hoa nó sẽ tươi tắn lên và làm rạng ngời cái khuôn ngực của phụ nữ mình. Từ đó thì mình sẽ lấy lại sự tự tin. Thì với công nghệ laser này là trước khi làm thì khách hàng sẽ được ủ tê, và đặc biệt các bạn thấy là trong khi làm không hề đau nha mọi người. Hiện tại thì Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du đang trong chương trình khuyến mãi hồng nhũ hoa là 6 triệu, giảm còn 2.999.000 laser hồng nhũ hoa. Nó tìm lại vẻ đẹp tự tin cho phụ nữ của chúng ta. Chắc hẳn là cũng có rất là nhiều chị đang thắc mắc là hồng nhũ hoa này, cái độ mà thâm của hồng nhũ hoa thì do đâu. Thì không biết là bác sĩ có thể chia sẻ cho các bạn biết là cái hồng nhũ hoa này thì khi mà bệnh nhân bị thâm như vậy thì nguyên nhân là do đâu ạ? Hồng nhũ hoa này nếu như mình bị thâm á, là do thứ nhất á, là do cái nội tiết tố mình thay đổi trong cái thời gian sanh, hoặc là khi có gia đình, hoặc là bẩm sinh, hoặc là do thói quen sinh hoạt. Thì cái nhũ hoa mình bị thâm đen như vậy á, là do cái niêm mạc nó bị thay đổi và nó bị dày lên. Thì thường á, thì cái tia laser này Vaccino á, nó sẽ làm thay đổi một cái lớp niêm mạc mới, nó bong tróc cái lớp niêm mạc dày cũ ra đi và nó làm cho cái lớp niêm mạc mới mỏng hơn và tăng sinh cái lượng máu máu đến cái vùng nhũ hoa để làm cho nhũ hoa nó được hồng lên một cách đồng đều và nó dễ thấm cái vitamin khi mình thoa vào, hoặc là mình dưỡng cái nhũ hoa thì nó dễ thấm dưỡng chất hơn và nó làm hồng làm mịn hơn. Thường thì cái hồng nhũ hoa này mà mình làm chỉ một lần duy nhất thôi nha các bạn. Tại vì cái laser này nó rất là hay, nó vừa làm đều màu cái làm mỏng cái vùng niêm mạc nhũ hoa, và nó làm đều màu cái vùng nhũ hoa, và nó làm tăng sinh tưới máu đến cái vùng niêm mạc của nhũ hoa, cho nên nó hồng đều. Vậy là mình khách hàng chỉ cần sử dụng một lần thôi hay là phải đi theo liệu trình hả bác? Thường thì ở Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du á, sẽ làm cho các bạn chỉ một lần duy nhất là nó đã hồng rồi, và sau một tuần là các bạn sẽ thấy hồng đều và mịn. Đây là một cái điểm khác biệt giữa các cái kỹ thuật làm với nhau và các cái loại máy. Để đây là một cái loại máy gọi là nó tương đối là cái mức năng lượng nó mạnh và nó có hiệu quả hơn nhiều với so với những cái máy nhỏ, máy cái công nghệ khác. Đó, cho nên là nếu như các bạn mà có làm qua ở bên Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du, tại vì ở đây là các cái liệu trình của bác sĩ đưa ra thì nó hầu như là nó rất là hiệu quả và nó rút ngắn thời gian cho khách hàng để khách hàng tiện lợi hơn áp dụng cho một cái lần đi như vậy, người ta không mất thời gian để chăm dưỡng nó nhiều. Thì thường thì các cái bác sĩ phẫu thuật hoặc các bác sĩ da liễu, cái nào mà nó cần phải đi theo liệu trình á, nó làm tốn thời gian khách hàng thì mới cần làm, còn mình rút ngắn thời gian và rút ngắn tiền bạc và cái thời gian chăm dưỡng thì rất là tốt. Vậy sau khi làm thì khách hàng có phải chăm dưỡng nhiều, có phải sử dụng sản phẩm gì nhiều không ạ? Sau khi mà mình làm hồng nhũ hoa rồi và nhũ hoa mình hồng rồi thì thường á, thì cái vùng niêm mạc hay là tất cả các vùng trên cơ thể, nếu như mà mình muốn cho nó đẹp và nó giữ bền lâu thì mình nên chăm dưỡng nó, và cũng không phải là chăm dưỡng cầu kỳ hàng ngày phải chăm sóc, mà một tuần mình chỉ thoa một lần hoặc hai lần cái dinh dưỡng, cái sản phẩm multivitamin để tặng cho cái nhũ hoa, cái niêm mạc vùng đó nó có cái vitamin để nó được hồng hơn bình thường. Chỉ như vậy thôi, đơn giản vậy thôi, chứ mình cũng không cần phải chăm dưỡng gì cầu kỳ đâu nha. Với cái liệu trình như bác sĩ đã chia sẻ thì tại Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du thì các bạn chỉ cần sử dụng một lần duy nhất, và sau đó khi chúng ta về thì chăm dưỡng cũng không có cầu kỳ nhiều nha các bạn. Và trong khi làm thì cũng không hề đau đớn, không nghe khách hàng cũng không hề cảm thấy đau đớn gì. Chị ơi, chị có cảm thấy khó chịu hay là đau gì không chị? Không. Dạ.
đó là cảm nhận thật sự của khách hàng trong khi đang thực hiện trải nghiệm dịch vụ Hồng Nhũ Hoa các bạn nha. Và đặc biệt là trong tháng này thì Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du đang có chương trình ưu đãi, đó là 6 triệu giảm còn 2.999.000. Khách hàng đang quan tâm đến dịch vụ này thì có thể inbox trực tiếp vào trang fanpage hoặc là để lại số điện thoại ở dưới bài này thì sẽ có nhân viên liên hệ với các bạn để chúng ta được nhận cái chương trình ưu đãi này nha. Chào các bạn nếu như có xem cái live stream này thì các bạn hãy tương tác với cái trang Thẩm mỹ Nguyễn Du ha. Các bạn chỉ cần để lại dấu chấm thì sẽ hoặc là đặt câu hỏi thì sẽ được bác sĩ trả lời liền nha. Chào bạn Phan Kim Chi đang xem nha. Bạn có thắc mắc gì không nè? Thẩm mỹ Nguyễn Du thì sử dụng những cái dòng máy rất là cao cấp cho khách hàng và sử dụng cái tia nhiệt lượng khi bắn vào laser là đảm bảo an toàn, cực kỳ an toàn cho khách hàng nha các bạn. Không gây tổn thương da nhiều. Và khi chúng ta làm Hồng Nhũ Hoa tại Thẩm mỹ viện Nguyễn Du thì sẽ được các bạn kỹ thuật viên với tay nghề cao thực hiện cho chúng ta. Và trước khi làm thì nếu như những bạn còn có những thắc mắc gì thì chúng ta cũng sẽ được bác sĩ tư vấn kỹ càng về những cái thắc mắc đó, giải quyết tất cả các thắc mắc cho các bạn trước khi chúng ta tiến hành làm dịch vụ. Không chỉ những laser Hồng Nhũ Hoa đang được khuyến mãi mà tại Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du còn đang rất là nhiều các cái dịch vụ khuyến mãi khác về chăm sóc da cũng như là thẩm mỹ, phẫu thuật thẩm mỹ và thẩm mỹ nội khoa. Đó, những bạn nào đang quan tâm về phẫu thuật thẩm mỹ hoặc là những cái dịch vụ về thẩm mỹ nội khoa chúng ta không xâm lấn nhiều thì cũng có thể comment hoặc là để lại số điện thoại, những câu hỏi mà các bạn đang thắc mắc để được bác sĩ trả lời và cũng như là cập nhật các cái chương trình khuyến mãi mới nhất tại Thẩm mỹ viện Nguyễn Du. Chào bạn Đinh Quỳnh, cái thời gian làm laser Hồng Nhũ Hoa này thì chỉ trong chúng ta ủ tê khoảng 10-15 phút và sau đó chúng ta bắn là khoảng cũng tầm 10-15 phút là xong rồi, thì thời gian làm khoảng trong tầm 30 phút thôi, không tốn thời gian nhiều của khách hàng. Đối với những chị mà đang làm công sở hay là những khách hàng mà chúng ta rất là nhiều thời gian bận thì cũng không tốn nhiều thời gian của khách hàng cho lắm, chỉ cần 30 phút thôi là chúng ta đã tự tin hơn về cái vòng 1 của mình rồi. Thường khi phụ nữ mà chúng ta mà sinh xong ấy thì cái nội tiết tố nó sẽ thay đổi và rất là nhiều chị em đã xảy ra cái tình trạng là bị thâm quầng cái vùng mà nhạy cảm, là chị em rất là tự ti với chồng mình ha. Thì đây là những cái dịch vụ rất là thiết yếu dành cho các chị em, thì những chị nào đang quan tâm mà chúng ta còn e ngại về vấn đề gì thì các chị có thể là inbox trực tiếp vào trang Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du để được giải đáp thắc mắc và được hưởng cái chương trình ưu đãi trong tháng này nha. Đối với những dịch vụ mà sử dụng những cái dòng máy công nghệ như laser thì thứ nhất khi chúng ta đến một cái viện thẩm mỹ nào đó, các bạn nên quan tâm về cái dòng máy đó cũng như là tay nghề kỹ thuật viên, và các bạn nên tư vấn bác sĩ trước về cái phương pháp làm cũng như là sản phẩm sau khi sử dụng. Đó là những cái điều mà chúng ta quan tâm. Và tại tiệm thẩm mỹ viện Nguyễn Du thì khi các bạn đến thì sẽ được kỹ thuật viên có tay nghề cao và được bác sĩ trực tiếp tư vấn về các dịch vụ. Nên là các bạn có thể yên tâm mà khi chúng ta sử dụng dịch vụ tại Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du.
Đặc biệt là trong khi làm thì khách hàng vẫn trò chuyện bình thường và khách hàng không hề cảm thấy đau. Đó. Sau thời gian làm thì rất là nhanh thôi, chỉ 2-3 ngày sau thì chúng ta đã thấy hiệu quả rõ rệt của cái phương pháp này rồi. Thôi, có bạn nào có câu hỏi gì không ạ? Rất là nhanh nha các bạn, chúng ta đã xong một bên rồi. Ở trong cái clip livestream này thì những bạn nào mà đang quan tâm đến những cái dịch vụ về thẩm mỹ nội khoa cũng như là những dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ thì các bạn cũng có thể là comment những cái câu hỏi để nếu như mà mình biết mình có thể chia sẻ cụ thể cho các bạn. Mọi người nhớ chương trình khuyến mãi của cái dịch vụ laser hồng nhũ hoa này nha. Đó là 6 triệu, đang giảm còn 2.999.000 đặc biệt trong tháng này. Nên là những bạn nào đang quan tâm về dịch vụ thì nhớ để lại số điện thoại hoặc là comment để có thể hưởng cái chương trình ưu đãi này nha. Châu ơi, khi nãy thì bác sĩ cũng có nói sơ qua về cái hồng nhũ hoa này là khi mà chúng ta về không cần kiêng cữ nhiều. Chủ yếu là sau khi mà cái lớp laser đã bong tróc ra thì chúng ta sẽ sử dụng sản phẩm chúng ta thoa lên để dưỡng cái lớp niêm mạc đó, để cho niêm mạc đó nó tái tạo lại cái mạch máu mới đẩy lên và nó tái tạo lại cái hồng nhũ hoa cho khách hàng, thì nó sẽ hồng hào và đẹp hơn rất là nhiều. Những dịch vụ về nội khoa thì hầu như khách hàng không phải kiêng cữ nhiều giống như phẫu thuật đâu ạ. Phẫu thuật thì chúng ta sẽ phải kiêng ăn những cái món hải sản, gà bò này kia đúng không các bạn? Còn những cái dịch vụ nội khoa này thì hầu như là chúng ta không cần phải kiêng cữ gì hết. Những chị em nào mà đang tự ti về cái vòng một của mình bị thâm đen nè, thì có thể là sử dụng cái dịch vụ này rất là an toàn luôn. Máy móc cũng rất là hiện đại, chúng ta sẽ sử dụng cái dòng tia bắn ra để an toàn cho khách và không gây tổn thương đến cái vùng một của chúng ta nhiều. Giống như khi nãy bác sĩ có chia sẻ với các bạn là khi mà phụ nữ chúng ta bị thâm như vậy thì có rất là nhiều nguyên nhân, có thể là do sinh xong này hoặc là do nội tiết tố của phụ nữ thay đổi đó, rất có nhiều nguyên nhân này, chúng ta sẽ tùy theo là cái nguyên nhân như thế nào và chúng ta sử dụng cái phương pháp này. Nên là khi mà các bạn đến thẩm mỹ viện Nguyễn Du ấy, thì sẽ được bác sĩ tư vấn kỹ càng ha.
Rất là nhiều khách hàng đã trải nghiệm dịch vụ này tại Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du và đã rất hài lòng. Đó, nên là nhờ các bạn thử một lần xem, chúng ta hãy thử một lần đến trải nghiệm dịch vụ tại Thẩm mỹ viện Nguyễn Du. Và cũng rất là nhiều chị em đã hài lòng và giới thiệu bạn bè đến. Nên là Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du đã có các chương trình đặc biệt ưu đãi cho khách hàng đối với những dịch vụ nội khoa. Đó là hồng nhũ hoa 6 triệu giảm còn 2.999.000. Rất là ưu đãi đúng không ạ? Chúng ta hãy nhanh tay chớp lấy thời cơ đang trong chương trình ưu đãi này để thực hiện dịch vụ này để lấy lại vẻ tự tin các chị em nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi buổi livestream của Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du. Hy vọng là các bạn sẽ theo dõi thường xuyên hơn trang Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du vào những cái buổi livestream. Tại vì thông thường thì Thẩm mỹ viện Nguyễn Du sẽ livestream rất là nhiều những cái phương pháp về phẫu thuật nè, phẫu thuật nâng mũi, cắt mí, hoặc là những dịch vụ như là nâng ngực, hoặc là những dịch vụ nội khoa như là thẩm mỹ hồng nhũ hoa nè, hoặc là những dịch vụ nội khoa khác như là tan mỡ má, nọng cằm hoặc là căng chỉ. Đó, rất là nhiều dịch vụ, nên là những bạn nào mà đang quan tâm đến dịch vụ nào thì hãy cứ theo dõi trang fanpage của bên mình để chúng ta thấy rõ cụ thể hơn về những cái dịch vụ đó, để các bạn có những cái thắc mắc gì các bạn có thể hỏi và bác sĩ trả lời trực tiếp hơn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.